Trân trọng kính chào khán giả của TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ hai 19 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, cuộc bầu cử quốc hội ở tại Thái Lan hôm nay đã bắt đầu có kết quả. Cơ quan bầu cử Thái Lan hôm nay đã xác nhận kết quả bầu cử và chuẩn bị cho một cái chuyện có thể là thay đổi chính phủ Thái Lan trong những ngày tới. Hiện tại thì ủy ban đã xác nhận tất cả 500 ghế của Hạ viện Thái Lan, và trong vòng 15 ngày tới thì Thái Lan sẽ phải bầu ra một chủ tịch Hạ viện. Người đó sau đó sẽ tổ chức kêu gọi huy động tổ chức một cuộc họp lưỡng viện để bầu cho thủ tướng. Và cái đảng Move Forward, tức là đảng tiến tới đó, hiện nay thì đang coi như dẫn đầu trong cuộc bầu cử ngày 14 tháng 5 vừa qua. Kế đến là đảng Phiêu Thái của con gái ông Thaksin trước đây. Và sau đó thì là các cái đảng khác. Như vậy là trong những ngày tới, nếu mà đảng Move Forward đó, của ông Pita Limjaroenrat, nếu muốn làm thủ tướng thì phải có một cái liên minh với ít nhất là 8 đảng khác. Liệu ông có làm được điều này hay không thì chúng ta chưa biết. Hiện nay thì để mà có cái sự, nếu mà muốn trở thành thủ tướng thì ông phải đạt được 376 ghế trong tổng số hơn trong tổng số 700 ghế. Bởi vì 700 ghế là 500 ghế Hạ viện và 200 ghế Thượng viện. Thì hiện nay ở Hạ viện đó, là coi như nếu những cái đảng này mà họ tập hợp lại thì họ có thể có 312 ghế, và họ cần tới 250 ghế nữa. À xin lỗi quý vị, 250 ghế Thượng viện chứ không phải 200. Vậy tổng cộng là 750 ghế. Đó. Thì đây là cái bước đầu tiên của Ủy ban bầu cử xác nhận. Còn họ sẽ kết hợp như thế nào, liên minh như thế nào và tổ chức lập chính phủ như thế nào trong những ngày tới, chúng ta sẽ chờ xem ra sao. Trong cuối tuần qua, có 5 người đi một cái tàu ngầm xuống cái biển Đại Tây Dương để ngắm con tàu tài Titanic. Thì bây giờ cái tàu ngầm này đang bị mắc kẹt ở dưới đó, và hiện nay không biết số phận 5 người này như thế nào. Và ngày hôm qua thì không quân của Hoa Kỳ đã phái một chiếc C-130 cùng với lại hải quân của California, của Canada đang truy tìm cái tàu này. Cái tàu này thì nó nằm ở ngoài, ở chỗ mà Halifax, ngoài khơi của Nova Scotia của Canada, cách bờ biển vào khoảng cỡ chừng 700 cây số. Nó nằm ở vùng là Newfoundland. Thì bây giờ ta đang tìm xem như thế nào, thì coi như là cả tuần duyên của Canada và không quân Mỹ đang trợ giúp. Đó là theo cái bộ tư lệnh tuần duyên của Mỹ, không quân tuần duyên của Mỹ ở Boston cho biết như vậy. Công ty OneSkate Expedition xác nhận là 5 người này bây giờ đang bị kẹt. Họ hy vọng là những người này còn sống và họ đã báo cho gia đình của những người này. Thì đây là cái câu chuyện mà thưa quý vị, cái tàu Titanic là một trong những tàu chìm nổi tiếng nhất trên thế giới, từng được làm phim. Và bây giờ người ta vẫn chưa trục vớt nó lên, và thỉnh thoảng vẫn có những cái người thích xuống cái đó để mà coi. Thì họ phải đi tàu ngầm để họ xuống dưới đó họ coi. Thì bây giờ họ bị kẹt ở dưới đó, thì không biết là họ kẹt vì cái gì hay là tàu ngầm bị cái gì, chúng ta chưa biết được. Thì đó là cái câu chuyện mà ở tại bên Canada. Liên quan đến chương trình Medicaid, tức là chương trình trợ y tế trợ giúp người nghèo, thì thưa quý vị, sau khi Covid-19 chấm dứt tại Hoa Kỳ, một số người bây giờ là không còn được cái bảo hiểm nữa. Và số người này lên hơn 1 triệu người coi như mất bảo hiểm ở trong cái chương trình Medicaid. Bởi vì thưa quý vị, trong cái thời gian mà Covid-19 xảy ra tại nước Mỹ đó, chính phủ Mỹ chi rất là nhiều tiền để mà ngăn chặn cái đại dịch này. Thành ra có những người không có bảo hiểm, nhưng mà ngay cả cái thu nhập của họ cao thấp không thành vấn đề, cứ họ xin là chính phủ Mỹ cho, bởi vì họ chi tiền để ngăn chặn Covid-19. Thì bây giờ Covid-19 hết rồi, bắt đầu là họ bắt những người này phải khai lại. Thì khai lại thì nếu mà thu nhập cao quá thì không đủ tiêu chuẩn để được Medicaid. Bởi vì Medicaid là chương trình y tế của chính phủ trợ giúp cho người nghèo, tức là người có thu nhập thấp. Thành ra bây giờ là hơn 1 triệu người bị loại ra khỏi cái chương trình này. Thì không biết là họ sẽ mua cái chương trình nào khác, hay là tự bỏ tiền túi mua, hay là chính phủ Hoa Kỳ có cách nào giúp họ. Nhưng mà coi như sau khi mà Covid-19 chấm dứt thì những người này bây giờ không hội đủ điều kiện để mà mua nữa, để mà được trợ giúp nữa thì đúng hơn. Sang qua tình hình Biển Đông và Việt Nam, thưa quý vị, trong những ngày qua cũng như những ngày tới sẽ có nhiều cái chuyện biến động ở tại Biển Đông, đặc biệt là tại Việt Nam.
Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là trong thời gian qua, Trung Quốc gửi một số tàu đến cái khu vực mà khai thác đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đồng thời hiện nay hàng không mẫu hạm Ronald Reagan cũng đang ở ngoài khơi Việt Nam và chuẩn bị có thể vào thăm Đà Nẵng từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 6 này. Bên phía Nhật cũng có gửi tàu đến luôn. Thì cụ thể là, thưa quý vị, Trung Quốc vẫn coi cái đường lưỡi bò chín đoạn là của mình. Và hiện nay thì Trung Quốc gửi những cái tàu, chẳng hạn như từ hôm 10 tháng 6 đã có cái tàu Yogung Yuzhen 310 và một cái tàu nữa nó gọi là tàu khách là Sansa Tu Hao. Nhưng mà hai cái tàu này thì đặc biệt cái Sansa Tu Hao là có 400 chỗ ngồi là chở khách, nhưng mà thực ra nó cũng là có thể chuyển qua thành tàu tiếp liệu hoặc tàu chiến luôn và tàu bệnh viện luôn. Hai cái tàu này được gửi đến gần cái bãi Tứ Chính, cái vùng mà Việt Nam đang có những cái giàn khoan ở đó và khai thác chung với lại Nga. Đó. Thì năm 2019, Trung Quốc cũng đã đưa cái tàu cái tàu gọi là thăm dò vào trong này. Và bây giờ trên các cái trang Twitter cũng như là trang Facebook của một số chuyên gia về cái vấn đề gọi là tranh chấp ở đây, họ cũng cho biết, ví dụ như xin mang có thể cho coi cái laptop của tôi. Thưa quý vị, Facebooker Duân Đặng cho biết tàu Hải Dương địa chất 8, tức là cái tàu này trước đây đi vào vùng biển Bãi Tư Chính đó, thì đang trên đường di chuyển từ sau khi rời Quảng Châu, đây này, cách đây có mấy tiếng đồng hồ thôi, vào ngày 16 tháng 6, tức là rời Quảng Châu, và hiện nay chưa rõ đích đến của tàu này. Tàu này đi xuống khu vực trong lúc tàu sân bay Ronald Reagan chuẩn bị ghé thăm Đà Nẵng. Đó, chúng ta thấy cái màn hình, đây là cái tàu Hải Dương 8, đó. Ở trên một cái Facebooker khác là ông Trần Song Hải, chủ công ty Greenlight DP, cho biết là ông được mời lên tàu Ronald Reagan vào ngày 26 tháng 6. Đây, chúng ta nhìn đây, ông bỏ này lên để ở ngoài khơi cảng Tiên Sa. Ông này bây giờ hôm Chủ nhật vừa rồi, ba cái tàu chở khách của ông đã làm lễ xuất phát và đi ra Đà Nẵng, và có nhiệm vụ chở những người đi ra vào từ cái tàu đó đậu ngoài khơi cảng Tiên Sa để vào Đà Nẵng. Ông cho biết là cái tàu hồi năm 2020 thì cái tàu, ba cái tàu của ông cũng làm cái nhiệm vụ chở người ra vào đó, cái hàng không mẫu hạm này, hàng không mẫu hạm Roosevelt, xin lỗi quý vị. Tức là khi mà tàu Mỹ đó, hàng không mẫu hạm của Mỹ mà đi vào Đà Nẵng đó, thì công ty này có nhiệm vụ là chở người ra vào đó. Và ông cho biết là cái giấy mời của hàng không mẫu hạm Ronald Reagan. Rồi trong đó thì người ta cũng được biết đây, trên cái trang Twitter của giáo sư Ray Powell cho biết, đây xin thật cho coi, đây là cái tàu mà Sansa Chu Hao mà hồi nãy tôi nói đó, nó đi vào cái vùng biển mà đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Quý vị thấy này, Sansa Chu Hao passing through in Vietnam EEZ đó. Đây, ông cho thấy cái hình này đây, tức là Trung Quốc đưa cái tàu đó vào. Và hôm trước tôi có nói với quý vị là Trung Quốc hiện nay đang có cái tàu là hải cảnh CCG 5902, cái tàu hải cảnh lớn nhất thế giới, dài 165 mét, thì cũng có trong này. Và một cái tàu chở hàng, một tàu chở trực thăng của Nhật Isuzu cũng đang có mặt ở vùng này luôn. Cái tàu chở trực thăng này dài 126 mét, chở khoảng 30 cái trực thăng cũng đang có mặt trong khu vực này. Như vậy chúng ta thấy có tàu Mỹ, tàu Trung Quốc và cả tàu Nhật ở trong cái khu vực gần bãi Tư Chính. Nhưng mà cái điểm chính mà người ta chú ý nhất đó là trong những ngày qua, một người tên là Li An Quan ở trên Twitter, đây thưa quý vị, bắn cái Twitter này, cái hình này ra, cho thấy là hai chiếc máy bay A10, nó gọi là Warthog, có mặt tại phi trường Đà Nẵng. Đây là hình ảnh phi trường Đà Nẵng. Chúng ta coi cái hình thứ nhì mới thấy hai chiếc đây. Đó, đây là phi trường Đà Nẵng. Thì người này cho biết đây là loại A10 Thunderbolt, attack, loại là máy bay tấn công của không quân Mỹ, đã có mặt tại phi trường quốc tế Đà Nẵng. Đó, họ thuộc cái phi đoàn 51 mà đóng tại Osan, căn cứ Osan ở bên Nam Hàn. Cái Twitter này được viết ra ngày hôm thứ Bảy vừa rồi, tới 17 tháng 6. Đó. Thì thưa quý vị, cái loại này nó gọi là A10, là cái loại mà hai động cơ phản lực nhưng mà có một phi công thôi. Nó có đại bác, nó chuyên tấn công các loại xe tăng và các xe bọc thép.
Loại này được sản xuất lần đầu tiên năm 1976, tức là sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc. Thì theo các chuyên gia, đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ của Mỹ có mặt tại phi trường Đà Nẵng kể từ khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt 48 năm vừa qua. Thì đây là tất cả những cái hoạt động này, người ta vẫn chưa biết tại sao có hai cái máy bay này tại phi trường Đà Nẵng, hoàn toàn truyền thông bên Việt Nam không nhắc chuyện này. Và Twitter này được rất nhiều người chia sẻ ở trên Twitter và trên mạng. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là gì? Mỹ chuẩn bị đưa hàng không mẫu hạm vào thăm Việt Nam ngày 25 đến 30. Đó. Chắc trong những ngày tới chúng ta sẽ nghe tin tức trong nước cho biết như vậy. Và thứ bảy vừa rồi thì người ta thấy có hai chiếc A-10 Warthog có mặt tại phi trường Đà Nẵng. Và hiện nay Trung Quốc ít nhất là có 3 cái tàu ở trong khu vực bãi thứ chính, trong vùng cái biển khai thác, đặc quyền kinh tế khai thác của Việt Nam. Đó. Và Nhật có một chiếc tàu trong đó luôn. Đó là những gì đang xảy ra ở tại Việt Nam, ở trong cái khu vực mà Biển Đông, thưa quý vị. Trong khi đó thì thưa quý vị, lần đầu tiên các giới chức quân sự và chuyên gia quân sự của Đài Loan sẽ tham gia trong vai trò quan sát viên một cái cuộc tập trận giả định được tổ chức ở tại Nhật. Trong đó là họ tổ chức là dự trù nếu mà Trung Quốc tấn công Đài Loan thì phản ứng như thế nào. Cái cuộc tập trận giả định này sẽ được tổ chức vào giữa tháng 7 theo tờ South China Morning Post cho biết. Và trong đó thì thưa quý vị, họ sẽ có cái cuộc gọi là thử nghiệm như thế nào. Thì đây là một cái điểm mà gọi là rất nhạy cảm trong cái quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, cũng như Đài Loan, cũng như Nhật và Nam Hàn ở cái vùng này. Thì bên cái cuộc tập trận này là do bên Nhật tổ chức cùng với Mỹ. Hai bên sẽ tổ chức với War Game, tức là một cái trận đánh giả định đó. Còn bên phía Đài Loan thì chỉ quan sát với tư cách là quan sát viên mà thôi, chứ không có đưa quân đội vô. Nhưng mà điều này là cái điều mà sẽ là nhạy cảm vô cùng, sẽ được tổ chức vào giữa tháng 7. Và cuối cùng thưa quý vị, trong khi Việt Nam hiện nay đang nắm giữ 21 cái đảo trong quần đảo Trường Sa, thì để một trong các hình thức mà để giữ chủ quyền thì bây giờ Việt Nam đặt tên cho những cái đảo này ở đường phố thủ đô Hà Nội. Tờ VN Express cho biết là Việt Nam sẽ chọn 6 tên của 6 cái đảo thuộc Trường Sa và dự kiến đặt cho Hà Nội, đó là tên các đảo Song Tử Tây, An Bang, Nam Yết, Sơn Ca, Phan Vinh và Tiên Nữ. Ủy ban nhân Hà Nội ngày hôm nay 19 tháng 6 đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết đặt tên các thành phố ở những cái huyện như Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Trường Mỹ, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Mỹ Đức, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín. Thì 6 tên đường này sẽ được đặt cho 6 con đường ở huyện Gia Lâm. Đó là theo báo chí trong nước cho biết như vậy. Cụ thể đường An Bang được đặt cho đoạn ngã tư từ ngã ba giao cắt đường Lý Thánh Tông với cầu vượt cao tốc Hà Nội Hải Phòng đến nút giao cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Đoạn đường này dài hơn 1 cây số, rộng từ 8-10 mét, vỉa hè mỗi bên 1 đến 2 mét. Đường Song Tử Tây sẽ được đặt cho đầu từ ngã ba giao với đường Lý Thánh Tông tại xã Đa Tốn đến ngã ba giao với cao tốc Hà Nội Hải Phòng tại cầu B101, đường dài 1.2 km, rộng từ 8-10 mét, vỉa hè mỗi bên 1 đến 2 mét. Đường Nam Yết sẽ được đặt từ ngã ba giao với đường Lý Thánh Tông đến ngã ba giao với đường đi vào thôn Đào Xuyên, xã Đa Tốn. Đoạn này dài 1.6 km, rộng 80 mét, vỉa hè mỗi bên 1-2 mét. Nói chung là cái bề ngang á thì gần như giống nhau, chỉ bề dài khác nhau mà thôi. Rồi đường Sơn Ca dự kiến từ ngã ba giao với đường Lý Thánh Tông đến ngã tư giao với đường đi xã Đa Tốn, Kiều Kỵ, tuyến đường dài 1.7 cây số. Đường Phan Vinh sẽ đi từ ngã ba giao với lối vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng đến ngã ba giao với đường D sông Bắc Hưng Hải tại ngõ 342 Kiều Kỵ. Và cuối cùng đường Tiên Nữ sẽ từ ngã tư giao với đường Sơn Ca đến ngã tư giao với đường D sông Bắc Hưng Hải tại ngõ 342 Kiều Kỵ. Đoạn đường này dài nhất 2 cây số, rộng từ 80 mét, vỉa hè mỗi bên 1 đến 2 mét. Thì đó là cái hình thức mà Việt Nam giữ cái giống như trước đây là nhiều nơi Hà Nội và Sài Gòn đặt tên một số đường là Trường Sa và Hoàng Sa để có nhắc nhở bà con nhớ chủ quyền của Việt Nam. Thì đó là những tin đáng chú ý trong phần điểm tin trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau.